Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục An toàn đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị, trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều cơ sở chế biến gỗ. Khi làm việc với máy móc trong việc chế biến gỗ rừng trồng, người dân nên áp dụng các quy trình an toàn cần thiết. Theo đó, phải luôn đeo kính an toàn hoặc kính bảo hộ lao động hoặc một tấm che kín mặt, đeo nút tai phòng chống tiếng ồn sao cho phù hợp với mức độ và tần số của tiếng ồn phải tiếp xúc với trong khu vực chế biến gỗ. Nếu gặp khó khăn khi nghe một người nói từ khoảng cách 3 mét, thì có nghĩa là mức độ tiếng ồn từ máy móc và thiết bị là quá cao. Điều này có thể gây tổn thương cho thính giác. Sử dụng găng tay để bảo vệ bàn tay khỏi các mảnh vụn khi cầm gỗ, nhưng không được sử dụng găng tay khi gần các lưỡi dao và các bộ phận máy móc thiết bị khác đang quay, bởi vì găng tay rất có thể bị cuốn vào. Đi giày bảo hộ lao động khi cần thiết, tắt nguồn và rút dây nguồn hoặc khóa nguồn điện trước khi kiểm tra, thay đổi, làm vệ sinh, điều chỉnh hoặc sửa chữa lưỡi dao hoặc máy móc thiết bị, và cũng tắt nguồn khi thảo luận về công việc. Mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ Đức Xuân, thành phố Bắc Cạn đang được duy trì tốt, đem lại lợi ích thiết thực cho cả người bán hàng và người tiêu dùng. Từ khi triển khai xây dựng mô hình chợ bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ Đức Xuân, các hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến đều đã có bàn quầy, tủ kính theo quy cách thống nhất của doanh nghiệp quản lý chợ quy định. Các công trình hạ tầng trong chợ như hệ thống công thoát nước thải đầy đủ, bảo đảm vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường. Có hệ thống cấp nước sạch tới các quầy thực phẩm tươi sống, có nhà vệ sinh công cộng. Các hộ kinh doanh thực phẩm cố định hầu hết đã có biển hiệu, số điện thoại, có địa chỉ rõ ràng theo quy cách của doanh nghiệp quản lý chợ. Từ đó đã xây dựng được nguồn cung và thu hút lượng khách hàng quen ổn định, bước đầu hình thành chuỗi sản xuất kinh doanh tiêu thụ thực phẩm an toàn. Người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chế biến không mắc các chứng bệnh truyền nhiễm lây truyền qua thực phẩm. Khu vực chế biến, kinh doanh thực phẩm được chia theo nhóm hàng riêng biệt để ngăn ngừa ô nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến, thực phẩm sống và thực phẩm chín. Hiện nay, bếp điện tử cao cấp đang là sản phẩm bếp chuyên dùng cho mỗi gian bếp, nhưng còn khá nhiều người sử dụng chưa đúng cách khiến bếp chưa phát huy hết các tiện ích. Trước khi sử dụng bếp để đảm bảo độ an toàn và tiết kiệm điện năng, cần kiểm tra dây dẫn điện và bật automat đối với các dây không phích cắm. Lựa chọn xong nồi để đun nấu với từng bếp. Bếp từ đôi cao cấp chỉ nấu được nồi inox hoặc kim loại chuyên dụng. Điện hồng ngoại nấu được tất cả các loại nồi inox, nhôm, sành sứ, vân vân. Lau sạch mặt kính, làm sạch đáy nồi, khởi động bếp và đặt nồi nấu. Điều chỉnh nhiệt độ tùy theo món bạn đang nấu và quá trình cần sử dụng. Đối với các món ninh hầm, bạn có thể tắt bếp trước 5 đến 10 phút và sử dụng nhiệt dư ở bếp hồng ngoại để tiếp tục đun nấu. Bếp điện từ bên bếp hồng ngoại đốt nóng mặt kính nên không nên chạm tay vào mặt kính, kể cả khi mới tắt bếp. Còn đối với bếp từ, tuy là bếp mát nhưng nhiệt dưới đáy nồi sau đun nấu truyền lại mặt kính vẫn sẽ hơi ấm, bạn cũng chưa nên vệ sinh ngay. Sử dụng khóa trẻ em để lau vùng nấu sau sử dụng khi cảnh báo nhiệt đã tắt, tránh việc đang vệ sinh bếp, các chức năng đun nấu hoạt động. Hiện nay, việc sử dụng xe ô tô số tự động khá phổ biến. Người sử dụng cần lưu ý một số phương pháp sử dụng xe an toàn. Một vài dòng xe không bắt buộc phải đạp phanh chân khi khởi động hay có thể để cần số ở vị trí N khi khởi động. Nhưng tài xế nên tập và thường xuyên thao tác số P đạp phanh khởi động như một thói quen để đảm bảo tính an toàn. Khi sử dụng chân phải để điều khiển ga và phanh khi lái xe số tự động, chân trái nghỉ không sử dụng khi đi xe số tự động. Gót chân phải luôn đặt ở vị trí bàn đạp phanh và di chuyển mũi chân để tăng giảm khi cần thiết. Điều này giúp người lái phản ứng đạp phanh nhanh hơn trong trường hợp khẩn cấp. Trong các trường hợp xe mất phanh, kẹt ga khi xe đang chạy ở tốc độ cao, tuyệt đối không được tắt động cơ, bởi khi động cơ tắt đi thì người lái sẽ rất khó điều khiển vô lăng đi đúng hướng, dễ dẫn đến tai nạn. Với xe số tự động bị mất phanh, người lái cần chú ý không tắt động cơ, vẫn để động cơ hoạt động bình thường, chuyển cần số về số tay để điều khiển về cấp số 1, 2, 3 để hạ tốc độ xe bằng phanh động cơ. Khi tốc độ đã giảm đáng kể thì kéo phanh tay từ từ để giảm tốc độ xe. Xe đạp, xe máy điện ngày nay đã trở thành phương tiện phổ biến, nhất là với giới học sinh, sinh viên, bởi thiết kế gọn nhẹ, tiện lợi, thời trang và không gây ô nhiễm môi trường. Cách sử dụng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết sử dụng sao cho hợp lý, an toàn. Khi xe máy điện bắt đầu lấy được gia tốc thì tay phải tiếp tục ga từ từ cho đến khi xe đi vào hoạt động ổn định và làm chủ được tốc độ. Khi đi, cần chú ý quan sát phía trước và hai bên, hai tay để ở hai ghi đông và phanh xe đạp địa hình để có thể xử lý tình huống tốt nhất. Hai chân
để ở kệ để chân của xe máy điện. Tay phải điều chỉnh ga theo tốc độ mong muốn. Đối với trường hợp chạy xe máy điện trên đoạn đường gồ ghề, vẫn cần chú ý quan sát phía trước và hai bên. Giảm tốc độ của xe, chuyển sang chế độ Sport nếu có. Hai tay giữ ghi đông và phanh, hai chân sẵn sàng để chống xe. Khi chuyển hướng di chuyển hoặc quay đầu xe máy điện, cần đặc biệt chú ý quan sát phía trước, hai bên và đằng sau, giảm tốc độ và bật tín hiệu xin đường. Lưu ý là điều khiển xe bằng hai tay. Một điều cần lưu ý là chỉ sạc ắc quy, pin khi đã tiêu thụ hết 2/3 mức năng lượng trở lên và không để xe hết sạch điện. Thưa quý vị khán giả, hiện nay trên thế giới cũng như trong nước, trong tỉnh, việc sản xuất cũng như lưu thông phân phối dược phẩm tăng quá lớn. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để người dân biết và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả? Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn sẽ có một số lưu ý về việc sử dụng thuốc chữa bệnh an toàn. Sử dụng thuốc hợp lý đòi hỏi người bệnh phải nhận được thuốc thích hợp với đòi hỏi của lâm sàng và liều lượng đáp ứng được yêu cầu cá nhân người bệnh trong một khoảng thời gian thích hợp và với chi phí ít gây tốn kém nhất cho người bệnh và cho cộng đồng. Thuốc điều trị căn nguyên phải tuân theo phác đồ nghiêm ngặt về lưu lượng, thời gian dùng. Thuốc cần phải dùng đúng theo thời gian quy định một cách nghiêm ngặt theo nhịp sinh học để phát huy được tác dụng tốt nhất. Ví dụ, uống thuốc trước khi ăn, sau khi ăn và trong khi ăn, vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ. Vấn đề tương tác thuốc có thể dự kiến được và có khi không dự kiến trước được. Thời gian dùng từng thuốc và giữa các thuốc, nhất là thuốc kháng sinh, hướng tâm thần, tim mạch, điều này được bác sĩ dặn kỹ lưỡng. Nó cũng có trong tờ hướng dẫn sử dụng ở trong hộp thuốc. Bệnh nhân cũng có thể tham khảo kỹ ở các sách hướng dẫn sử dụng thuốc và biệt dược. Hiện nay Bộ Y tế quy định rất rõ là những cái thuốc nào thì người dân có thể tự mua được các nhà thuốc, các cái đại lý hướng dẫn sử dụng để điều trị các bệnh thông thường. Còn những cái thuốc nào thì cần phải có đơn của bác sĩ thì sử dụng mới đảm bảo an toàn. Người dùng thuốc là bệnh nhân. Vì vậy, không được tự ý sử dụng thuốc khi không am hiểu về thuốc mà dùng theo cảm tính, thói quen hoặc nghe theo sự mách bảo của những người không có kiến thức về y học. Thực tế, nếu bệnh nhân tự ý dùng các loại thuốc kháng sinh không đúng bệnh hay không đủ liều lượng quy định có thể gây nhờn thuốc. Đồng thời, không có sự hiểu biết về sự tương kỹ thuốc mà dùng phối hợp thuốc một cách tùy tiện có thể gây nên những phản ứng phụ nguy hiểm. Đối với phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú, trẻ sơ sinh, người có bệnh mãn tính, người già không nên tự ý dùng thuốc để điều trị hay dùng thuốc để dự phòng bệnh theo phán đoán chủ quan, nhất là khi dùng thuốc có tác dụng mạnh, thuốc độc. Hiện nay ấy, thói quen chung thì mọi người vẫn hay là tự mua thuốc để điều trị những cái bệnh thông thường. Chỉ khi nào nặng đến mức mà uống thuốc tự mua không khỏi thì mới đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Thì từng bước ngành y tế sẽ tuyên truyền, hướng dẫn người dân và cũng có những cái triển khai các cái quy định của Bộ Y tế về cái việc kê đơn thuốc và sử dụng thuốc theo đơn. Thực tế cho thấy ngoài phản ứng độc hại, tác dụng không mong muốn của thuốc, việc dùng sai thuốc, dùng sai liều, dùng liều cao do không hiểu biết về thuốc đã đem lại những hậu quả xấu cho người sử dụng, trong đó có một số trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy, để sử dụng thuốc bảo đảm an toàn, hợp lý, tránh tình trạng cộng đồng người dân dùng thuốc một cách tràn lan, gây lãng phí tiền của và hao tổn sức khỏe, thì phải bắt đầu từ công việc đơn giản, người kê đơn thuốc, người bán thuốc và người dùng thuốc. Hiện nay, theo quy định, trên thị trường có những loại thuốc được các nhà thuốc, hiệu thuốc bán cho người dùng không cần có đơn thuốc của bác sĩ, nhưng cũng có những loại thuốc khi bán bắt buộc phải có đơn thuốc. Vì vậy, người bán thuốc và người dùng thuốc cần quan tâm đến vấn đề này để góp phần vào việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, một cách có hiệu quả. Chuyên mục An toàn đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.